Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Hello, xin chào, are you ok? Mấy bạn dạo này khỏe không mấy bạn ơi? Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ hỡi với điện ảnh Server Hero MC đấy các bạn ơi. Tự nhiên mình quên mất mình đang chơi trong Server Hero MC các bạn ạ. Ok, thì hôm nay nè các bạn thấy ai kế bên mình không? Xin giới thiệu bạn, đó chính là anh Shiro, xấu trai nhất hành tinh vũ trụ hỡi với điện ảnh Server Hero trai MC. Trai ơi, Shiro đẹp trai thứ nhì hỡi với điện ảnh Marvel Server Hero MC. Trời ơi, đúng rồi, anh đẹp trai thứ nhì thôi, em mới đẹp trai nhất nè. Đó, bạn thấy nè. Đúng rồi. Cái khuôn mặt của mình với khuôn mặt Shiro trong Minecraft bạn nhìn thấy ai đẹp trai hơn đó. Tất nhiên là mình rồi, mắt mình to tròn đẹp như thế này mà. Ok. Rồi. Ok bạn ơi. Thì hôm nay nè, bạn biết lý do vì sao hôm nay chỉ có mỗi mình với anh Shiro không? Đấy là do bạn trong một cái trận gọi là cuộc thi ai là người say nhanh nhất ở trên kênh mình á, chắc mấy bạn cũng có xem video quá rồi đúng không? Thì mình có một trận mình thi say và có thiếu anh Shiro và mình đã giành được top 1. Và rất là nhiều bạn bảo mình là nếu như mà có anh Shiro thì còn lâu anh mới giành được top 1. Ôi xin lỗi nha, lần trước mình đã thắng rô một lần rồi, mấy bạn nói vậy là sai rồi, mình thắng rô một lần rồi nha. Nhưng mà không sao, nếu như bạn muốn mình thách đấu với Shiro thì ok, lần này mình sẽ mời Rô vô thi đấu với mình thêm một lần nữa nha bạn nha. Nếu như lần này mình thắng Rô nữa thì coi như mình là người say đỉnh nhất, còn nếu như lần này Rô thắng mình thì coi như hòa, trận sau bọn mình sẽ thi đấu với nhau tiếp nha. Ok, còn bây giờ thì trước khi vào say luôn ha Rô ha. Cái gì vậy? Rồi đợi chiếu khởi động tay cái vô build cho nó hợp lý. Cái gì kỳ vậy? Ông đang làm gì vậy? Thôi tôi mệt ông quá. Đang khởi động tay. Let's go. Vô thôi nào. Rồi ok bạn ơi, bây giờ là mình với anh Shiro đã vào phòng gọi là ai là người say nhanh nhất rồi nè. Bây giờ mình với Shiro sẽ solo nha các bạn nha. Hey, mấy bạn kêu 6 người. Mấy bạn kêu là mình say gà hơn anh Shiro đúng không? Vậy để xem coi ai thắng nè. Ok, ủa cái gì đây? Trời ơi, Phong là đối thủ hơi bị đáng gờm đó nha. Mấy bạn cứ khinh thường Phong hoài. Ủa cái này là mình say gì vậy? Nhìn lạ lạ vậy. Ủa khoan, tôi chưa ra. Cái gì vậy? Đen, vàng, đỏ. Ủa chết, đặt lộn. Đen nè, vàng nè, đen nè, đỏ nè. Đen, vàng nè. Đen, đỏ. Cái gì vậy? Đen, vàng. Đối đảo quá. Đen, đỏ, đen, vàng, đen, đỏ. Ôi chết, cái đầu của con này phải thay bằng cục này mới đúng. Đấy, gắn hai con mắt vô. À, sẽ con rắn mấy bạn ơi. Hoàn hảo luôn. Quá đơn giản. Đó, bạn thấy không? Hoàn hảo rồi nha. Shiro sáng đâu rồi đâu? Ê, thôi đây rồi. Ôi, hoàn hảo. Hoàn hảo luôn phải không? Ok, vậy cũng được rồi. Ê, hey, đó mày thấy không, Shiro của mình là ngang tài ngang xích chứ ai nói mình thua Shiro đâu. Ok rồi, tôi biết ai bị loại rồi, tôi biết ai bị loại rồi. Đâu, mấy ông này coi ông nhìn nào biết bị ai bị loại luôn. Ủa đâu, em thấy ông nào bị loại đâu? Ông ở đây nè, ông ở đây nè. Ông ở đây, ông say. ông say hình như ông say không được, ông tức quá, ông say tùm lum la luôn mọi người ơi. Ok rồi, thanh niên này bị loại mất tiêu rồi. Bum bum. Ôi. Nổ banh càng như pháo hoa. Ok, gì đây? Vàng nè, xanh, vàng, xanh lá cây, đỏ, xanh dương. Khó vậy, cái này khó vậy. Cái này nhìn nó hơi khó bạn ơi. Thật sự là có bạn, mấy những bạn nào mà build giỏi, bạn sẽ kiểu ôi, nhìn đơn giản, dễ sợ luôn mà mấy ông kêu khó. Nhưng đối với bọn mình là bọn mình thấy rất là khó mấy bạn ơi. Ok, như thế này. Ok. Ồ, hoàn hảo luôn, trời. Quá đơn giản, quá đơn giản. Ok, rồi tiếp. Cái gì đây? Ui, xây bình thuốc anh ơi. Chai nước, chai nước. Chai nước cái này cao 2 lóc đúng không? 2 lóc, ok. Ồ, cái này là phải. Cái này á anh không phải là chỉ có xây chính xác không đâu nha. Cái này còn phải xây nhanh nữa cơ. Em thấy em để ý là ông nào mà xây chậm là coi như là thua luôn anh. Ừ, thua luôn mà. Kiểu đôi lúc mình chỉ cần mình sao ta? Đôi lúc mình gọi là mình xây nó không chính xác nhưng mà chỉ cần xây nhanh á nó cũng được tính điểm anh. Tại vì cái này là speed build. Đúng rồi, ai là người build nhanh nhất? Ok, nhảy lên. Ok. Woo. Ui, Shiro được hoàn hảo luôn hả? Gì ghê vậy? Ôi, ai thấy là trong trận này có nhiều ông bị loại lắm nè. Ok, rồi, hoàn hảo. Đó, thấy không? Mình cứ băng Shiro rồi. Ok. Ông gì đâu, ông ghê kìa. Có nước nhưng không có bình. Đâu, ông nào có nước mà không có bình đâu. Ở đây. Cái gì kì vậy? Ông này, ông xây cái nước ra nhưng mà ông chưa xây cái vỏ bình mấy bạn ơi. Ô. Bên đây ông này em nghĩ là ông bên này bị loại nè anh, ông bên này ổng còn chưa kịp xây được nổi cái gì ta,
cái nút chai nữa. Ok. Ừ đúng rồi, rồi. Ông mắt để coi nào. Bum. Ông nào bị lỗi đây? Ông này rồi, ông mắt ra bôi nè. Ừ, ok rồi. Rồi. Ok. Đúng rồi, tập trung. Tập trung. Hồng nè, tím xanh vàng, hồng tím xanh vàng, hồng tím xanh vàng. Lục vàng. Người ta gọi là màu xanh chứ ai gọi màu vàng, màu lục ba. Hồng. Màu lục cho dễ nhớ. Màu lục cho dễ nhớ. Ok, hồng tím nè. Xanh nè, vàng nè. Ở bên ngoài đây hình như bên ngoài đây là hồng luôn đúng không? Hồng nè. Chết. Nhầm. Này bị đúng. Hoàn hảo. Yes. Ok, hy vọng là mình với Siro sẽ đối đầu với nhau ở trận cuối bạn ơi. Ok, để coi coi. Ui. Ồ, xây cái cờ vua nha. Cái gì đây? Hình bà hậu đúng không? Oh my god. Oh my god, cái này nhìn hơi rối não nha. Cái này chắc em xây theo những gì em nhớ thôi chứ em cũng không nhớ rõ nữa rồi. Ừ, đúng theo những gì em nhớ thôi. Khó quá. Khó vậy thôi. Hình như là cao lên thêm một lóc nữa thì phải. Thế này. Cố lên Phong ơi, cố lên. Không thể nào thua Siro bằng một được. Ủa kìa, bánh mì trong mình đặt ruột mà. No. Bánh mì đặt ruột 2000 một ổ. Thiếu chỗ nào vậy? Ôi. No, chết rồi rồi. Em thua rồi. Trời ơi, em xây thiếu, trời thiếu bên dưới bạn ơi, 94%. 94% mà. Rồi xong luôn. Rồi xong TV. Luôn. Đi. Trời ơi. Trời ơi. Mấy bạn ơi, màn 1 mà đã thua rồi. Ok, bây giờ mình sẽ có anh Siro đấu với hai bạn fan kia nha bạn nha. Để coi ai người giành chiến thắng đây. Ok. Coi như là màn 1 mình thua thôi. Ok, vẫn còn màn 2, màn 3 lận. Ok, chỉ cần màn 2 mình thắng là coi như là chúng ta sẽ hòa. Đấy, để xem coi liệu rằng là Siro có xây thắng được hai bạn fan kia không nha các bạn nha. Mấy bạn nghĩ rằng là Siro thắng được hay không đây? Siro được top 1 hay không đây? Cái gì đâu? Bỏ cái lầm cái lầm đỏ vô. Ok, đúng rồi. Rồi. Hoàn hảo. Hay quá rồi ơi. Hay quá. Rồi. Tiếp. Ây da. Ui, em ghét nhất là mấy cái mà nó có nhiều màu á đâu. Cao. Lục tím đúng không? Rô đang căng não để suy nghĩ các bạn ơi. Ok, trời các bạn coi nè, Rô đang cố gắng xây nhanh hết mức có thể. Cố gắng lên Rô. Có chuyện sai rồi Rô. Yên tâm đi, vẫn còn 20 giây lận, cố gắng chậm mà chắc rồi, bình tĩnh nha Rô. Rồi, thấy là Rô rất là chuyên nghiệp nha. Trời ơi, mình yes. Thua Rô. Ui, hai ông bên đây xây. Ui, coi bị lại, ông kia cũng căng, hai người cũng phăng phết. Hai ông bên đây cũng xây nhanh phết luôn á Rô, không phải giỡn đâu nha. Hai ông bên đây nãy giờ cũng 100% không nè. Ôi, căng thiệt. Căng thẳng nha, kỳ này Rô gặp đối thủ rồi. Ok, để mình qua mình coi mấy ông bên đây coi. Mấy bạn bên đây xây cũng rất là nhanh luôn bạn ơi. Vừa nhanh mà còn vừa gọi là gì ta, chính xác nữa. Siro kỳ này là hơi gặp nguy hiểm rồi đó. Nãy em nhìn em tưởng con rùa Rô ạ. Nhưng hóa ra cái này là con cá. Con này okay. Có ốc sên, con này có ốc sên. Ốc sên hay con cá. Con cá. Okay. Oh my god. Cái này là anh nhớ cái đá đỏ nha. Anh nhớ cái đá đỏ nè. Ừ, đây anh nhớ đá đỏ rồi. Ui, từ nãy giờ ba ông vẫn chưa ông nào bị lỗi bạn ơi. Vẫn bất phân thắng bại bạn ạ. À. Chưa biết ai thắng nữa. Ôi trời. Phải okay. Nồi ba ông từ nãy giờ không ông nào thắng. Ông nào thắng. Ui, ông nào thua vậy. Cái đầu xanh. Cái đầu xanh. Cái này khó vậy. Cho 3, 2, 1 vàng. Vô. Trời ơi, cái này khó dễ sợ nữa bạn ơi. Bạn nhìn kìa. Khó dễ sợ luôn. Mình mấy bạn có thấy gì không? Mình mới vừa bị rối não với hình này. Ở đâu hình như anh sang ngược rồi đôi. Hình như anh sang ngược rồi đôi. Ngược rồi, cái tím ngược rồi. Trời ơi, chưa gì mà mấy ông bên đây sẽ xong rồi nè Ru. Phải. Chưa gì mấy ông bên đây sẽ xong mất tiêu rồi. Ơi như vậy. Trời ơi bạn ơi. Hack à, cái này là hack rồi bạn ơi. Chưa, ông Ru ổng còn chưa xây được một nửa nữa mà bên đây mấy ông sẽ xong mất tiêu rồi. Cái gì mà ghê vậy trời. Ủa? Rồi. Ủa? Chết rồi. Rồi. Ui, đây rồi. Anh biết gì không? Em còn chưa kịp nhìn nữa là mấy ông đã xây xong rồi. Anh có khi nào mấy ông hát không trời? Ui, mấy ông này xây ghê thế à. Em còn chưa kịp nhìn luôn á. Anh đi rồi. Rồi xong, Rô banh xác rồi bạn ơi. Mọc nhãn đã bị loại. 3, 2, 1 Vâng. Ui, cái hình nó khó thiệt, cái hình này rối não thiệt. Cái hình này khó thiệt. Ok bạn ơi, thôi không sao. Nói chung là màn 1 á, là anh Rô cũng đã thắng mình rồi. Thì coi như là dù là anh Rô không được top 1 nhưng anh Rô vẫn là người giành chiến thắng nha bạn nha. Trời ơi, bạn coi mấy ông này xây nè. Ôi. Rồi. Xây căng thẳng quá, hai ông nó xây căng thẳng quá. Hai ông xây kiểu là căng dễ sợ, không biết ông nào thắng luôn anh. Căng dễ sợ. Ui, ông bên này cũng xây.
Sao nhanh dễ sợ, em cứ tưởng là em xây đỉnh rồi chứ ai dè mấy ông này còn đỉnh hơn em nữa rồi. Wow. Nào, cái não to đó ba, trời cái này phải nhớ, phải nhanh nữa cơ. Toàn 100% không luôn á. Thôi thôi, nói chung là đừng quan tâm mấy ông này nữa, mấy ông này là thuộc dạng bờ gồ quá rồi các bạn ơi. Thôi, chúng ta cùng nhau thi đấu tiếp nha. Let's go, màn 2, bắt đầu. Rồi, ok các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu màn 2 nha. Và màn này Phong Cận sẽ phục thù. Mình sẽ phục thù. Ủa sao có 5 người vậy? 5 người thôi được rồi, cần gì đâu. Cái màn này là em sẽ phục thù quá. Em chỉ cần gọi là thắng đô màn này nữa là coi như là gì ta. Em sẽ giành gì ta, em à. Gì em sẽ hồi. À mà chơi là không nhường nha đô. Chơi là cấm nhường nha, em ghét ai nhường em lắm. Trời ai chơi nhường được trời. Ta chơi ta phải chơi win chứ ai chơi nhường trời. Em là em ghét chơi nhường á má rô. Lỡ đâu rô nghĩ là trời ơi, thôi em mình nhường cho nó trận rồi. Không được nha, em ghét nhường á má. Anh nhường là em giận anh á, không được nhường nghe chưa. Ok. Ok, không nhường đúng không? Ừ không nhường. Em là em ghét nhường, nhường là một sự xúc phạm anh hiểu không? Ok. Ok luôn vậy. Ok, xong. Ủa gì nhanh vậy? Để tí, chưa gì xong vậy? Ok rồi. Hoàn hảo. Đấy, mày thấy không? Đó, mình mặc dù là mình không xây nhanh nhưng mà mình xây rất là chính xác, mày hiểu không? Đấy. Ông kia bị lại nè. Có ông kia bị lại nè. Có ông kia bị lại nè. Đây, em nghi là ông bên kia nè. Ông bên này nè. Ông bên này ông không xây. Không mà nào xây đúng hết. Không mà nào xây đúng hết. Có mỏ bên đây nè, có mỏ bên đây xây gần đúng nè. Hình như là có mỗi là hai anh em mình xây đúng rồi. Ok, đấy. Phong Cận cũng hoàn hảo nha, không phải dạng vừa đâu. Vừa đâu. Ok. Đây là ông này, ông nào bị bay đây. Ông nào bay đây. Thôi không sao rồi. Rồi em nói đâu nghe nè. Mình thà rằng là mình ai à? Ông nào bị lại vậy? Ơ. Ôi, ông bên này bị lại. Ông này sai. Ủa, hai ông, ba ông xây giống nhau mà sao thì ông này bị lại à? Tại ông này xây xấu nhất. Ok. Ôi rồi, anh biết giọng đồ. Em cảm giác mình thật may mắn khi mình không gặp lại mấy ông hồi nãy. Ừ, đúng rồi. Mấy ông hồi nãy xây đỉnh với nồi á, mình nên cảm thấy may mắn vì điều đó đi anh. Mình mà gặp lại mấy ông hồi nãy là mình thua chắc luôn á. Ok. Không nhớ hình chưa? Hình như là em cũng nhớ sơ sơ à, chứ cũng chưa nhớ lắm. Trời ơi, tại vì em lo nói chuyện, em lo bình luận các bạn biết không? Khi mà chúng ta quay video, chúng ta vừa bình luận mà chúng ta vừa say vừa chơi game các bạn, thì chúng ta sẽ bị gọi là bị một cái tình trạng gọi là chúng ta sẽ dễ rất là dễ quên. Đấy, cho nên là mấy bạn đúng rồi. Mấy bạn phải hiểu cho bọn mình hiểu không? Chứ không phải là bọn mình gọi là sẽ dở đâu. Đó, hoàn hảo quá à. Phong ơi. Hoàn hảo luôn à, ghê không? Ấy. Nhìn thấy ông ghê kìa, nhìn thấy ông ghê kìa. Ê sao cái ông màu đen em thấy ông đứng hình rồi anh? Rồi xong. Đứng hình rồi. Rồi xong. Xong luôn. Chơi cái trò chụp hình lại xong rồi nhìn hình bill. À, ừ đúng rồi. Ừ đúng rồi ha. Sao mình không nghĩ đến chuyện sẽ có những thanh niên chơi trò chụp hình lại ta. Ờ nhưng mà thôi kệ. Nói chung á là hiện tại là mình với Rô vẫn đang dẫn đầu. Ok rồi. Ender San nó bị loại rồi bạn ơi. Bùm. Rồi ok. Ông kia dễ loại lắm. Ông kia không hỏi. Ôi lại con chim này. Ok. Con chim à. Hồi nãy mình gọi là mình đã có lần mình xây con chim này và mình đã xây sai bạn ơi, nhưng lần này mình sẽ rút kinh nghiệm. Mình sẽ không để cho xây sai đâu. Lần này mình sẽ rút kinh nghiệm mấy bạn ạ. Ủa? Sao tiếng quá đây? Ủa sao tiếng quá đây? Ủa kỳ á. Ủa sao tiếng? Đâu ơi. Tự nhiên trong một phút em lại quên mất con chim này xây sao luôn. Copy quan. Ủa? Không, em không copy. Em là con người sống thật thà, em không bao giờ chơi copy. Thì đúng không? Ủa? Cái hình tam giác trên đầu còn thêm một cái đỉnh nhọn nữa. Ủa? Ừ đúng rồi. Còn sai. Ủa kìa. Ủa? Gì kìa? Ủa? Chết rồi bạn ơi. Trời ơi. Mình xây sai rồi. Trời ơi trời. Ủa? Không đúng bao nhiêu phần trăm vậy? Vậy? Em không biết nhưng mà em nghĩ là em vẫn thắng được ông bên này. Chắc chắn. Vẫn thắng. 55%. Cái đầu hổng 55% ít vậy. Đừng nói thua nha. No. No mấy bạn ơi, mình thua rồi. Không thể tin được là mình lại thua luôn hai trận liên tiếp luôn mấy bạn ơi. Trời ơi, chẳng lẽ là lời nguyền nói đúng sao? Chỉ cần có Siro vào là Phong sẽ thua. Trời ơi là trời. Không sao, bây giờ mình sẽ coi Siro solo với ông bên đây. Coi ông nào giành top 1 nha. Ok bạn ơi, thì coi như là mình đã thua Siro rồi đó các bạn. Mình đã thua Siro mất tiêu rồi. Nhưng mà không sao, bây giờ mình sẽ ngồi coi Siro thi đấu với ông bên kia. Coi ông nào sẽ giành được top 1. Ê, sao ông bên kia? À, ông bên kia, ông nhìn Rô kìa đâu, ông copy Rô kìa đâu. Chơi copy bạn. Ok. Chơi copy hả? Ừ, chơi copy quay qua nhìn anh, em mới thấy ổng quay qua ổng nhìn anh. Trời ơi. Không, thường mấy ông copy xây chậm lắm, xây không nhanh được đâu. Ê anh ơi, đúng. Hả? 100% như vậy. Đúng 100% mà, 100% mà nè. Ồ, ghê. Rồi, Rô top 1 rồi. Rồi, chơi, ông bên chơi đây. Copy. Ông bên đây xây thiếu rồi. Ông bên này xây thiếu rồi, Rô top 1 rồi các bạn ơi.
nhưng mà Phong vẫn thua luôn. Thôi mà không sao. No. Nói chung á là mình đã từng chơi game này Hero rồi. Lần trước mình thắng Hero, lần này mình thua Hero á thì coi như là hồi đây. Hồi thôi. Thôi, tao sẽ trả thù. Okay. Không, tao sẽ làm một trận chung kết. Siro đã giành được top 1 trận này nha bạn nha. Rồi ok bạn luôn. Rồi ok bạn ơi, thì coi như là mình với Siro, lần trước mình thắng Rô, lần này Rô thắng mình là coi như hòa rồi. Nếu như bạn muốn mình với Siro làm một trận chung kết thế giới, làm một trận chung kết coi ai là người say gọi là đỉnh hơn thêm một lần nữa, thì bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video này cũng đã rất là dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye và yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt. Bye bye.